Đây là một chiếc xe Mustang cải tiến, động cơ V8, trang bị bộ siêu nạp, có thể chạy 850 mã lực, thân xe được trang bị thép tấm dày 0,75 inch, còn có kính chống đạn sản xuất tại Trung Quốc, phía sau có giáp sắt dày 6 inch, trong xe còn có dầu, đinh, bom khói, bom xăng và hai chiếc Gatling 30mm, chỉ đến khi cuộc đua diễn ra thì mới cung cấp đạn. Huấn luyện viên nói với Jensen, cuộc đua chia làm 3 giai đoạn, 2 giai đoạn đầu chủ yếu là giải quyết kẻ địch, giai đoạn thứ 3 mới là thi tốc độ. Lúc này, Jensen đang chú ý đến các nhân viên đeo thiết bị định vị, Jensen nhớ rõ hung thủ cũng đeo thứ này. Lẽ nào hung thủ cũng ở trong nhà tù này sao? Cuộc đua đầu tiên bắt đầu, Jensen đeo mặt nạ lên đóng giả thành vua mặt nạ ngồi lên xe. Hennessy đã điều một nhóm tù nhân nữ xinh đẹp đến để tăng độ hot cho livestream. Các tù nhân nữ đều vô cùng nóng bỏng, các tù nhân nam thi nhau nuốt nước bọt. Lúc này, số người xem livestream đã lên đến 10 triệu người. Cây ngồi lên xe của Jensen. Jensen vừa mở lời, cây liền biết anh ta là giả, bởi vì cây từng nhìn thấy vua mặt nạ. Jensen bỏ mặt nạ xuống, cây nói rằng đẹp trai hơn vua mặt nạ trước đây rất nhiều. Lúc này, số người xem livestream đã vượt quá 45 triệu người, trong đó có 12 triệu người là fan cứng của vua mặt nạ. Giai đoạn thứ hai là cuộc đua tử thần, không có bất kỳ nguyên tắc nào, giết hết là vua. Đèn xanh sáng lên, cuộc đua bắt đầu. 9 chiếc xe phóng hết mã lực như những mũi tên sắc bén, tiếng động cơ gầm rú, tiếng ma sát của lốp xe vang vọng khắp đấu trường. Khi thứ hạng liên tục thay đổi, Jensen vượt lên vị trí đầu tiên, hai xe ở hai bên liều mạng đâm vào xe của anh ta. Jensen bị giảm tốc độ, chiếc xe ở phía sau đã vượt lên, Jensen tụt xuống hạng thứ 4. Joe nhấn ga tông mạnh vào đuôi xe của Jensen khiến cho Jensen xoay 360 độ. Cây vội vàng nhắc rẽ sang trái, Jensen đi vào một đoạn đường ngắn, giống như một con rồng vẫy đuôi lao tới trước Joe, lại vượt lên đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Xe của Joe có thân hình to lớn, áo giáp dày, liên tục đâm vào Jensen. Jensen có chút bực bội, quay lại đâm Joe. Cây khuyên Jensen, nếu cứ tiếp tục đâm như vậy thì chúng ta sẽ tan tành trước. Jensen bình tĩnh lại tiếp tục tăng tốc. Lúc này, Hennessy ra lệnh khởi động mô hình đạo cụ. Ba loại biển báo xuất hiện trên đường đua. Lái xe qua thanh kiếm để kích hoạt súng. Lái xe qua tấm khiên để kích hoạt vũ khí phòng thủ là dầu, bom khói, đinh, bom xăng. Lái xe qua đầu lâu sẽ trực tiếp đi chầu Diêm Vương. Xe xếp hạng thứ 9 lái xe qua thanh kiếm, Gatling được kích hoạt, nhắm bắn vào chiếc xe phía trước, kết quả vô tình đi qua hình đầu lâu. Một vật chắn bằng sắt cao 2 mét mọc lên, chiếc xe màu đen lao thẳng vào, lập tức phát nổ, và xe xếp hạng thứ 9 bị loại. Lái xe qua tấm khiên có thể phun dầu bôi trơn, xe phía sau sẽ mất phương hướng hoặc là giải đinh sắt làm hỏng lốp xe phía sau, cả người và xe sẽ lăn 360 độ, xe phía sau lại ném thêm cho một quả bom, nhưng người lái xe không chết, sau khi bò ra ngoài liền hét lớn, mạng của tôi do tôi định không phải do trời định, ai có thể giết được tôi. Một giây sau liền bị chiếc xe phía sau đâm vào, xe xếp hạng thứ 7 bị loại. Sau một loạt sự việc này, số người xem livestream đã tăng lên 46 triệu người. Jensen lái xe qua thanh kiếm, kích hoạt súng Gatling, kết quả quay được mấy vòng thì nó lại bị kẹt. Cây tháo dây an toàn, mở cửa xe trèo ra ngoài, cầm cờ lê đi sửa Gatling. Cô gái ở xe bên cạnh nhân cơ hội dùng súng máy bắn về phía họ. Jensen nấp sau các xe khác để câu giờ cho cây. Cây nhanh chóng sửa xong, Gatling lập tức bắn. Cây nhanh chóng chui vào trong xe, Jensen bắt đầu đánh giá cao cô gái này. Joe lại đuổi kịp, đuổi theo bắn liên tục vào xe Jensen. Tất cả xe đằng sau xe Jensen đều nhắm bắn vào xe anh ta. Phía trước có một tấm khiên, Jensen nhanh chóng lái xe đi qua. Anh ta kích hoạt tất cả các vũ khí phòng thủ nhưng hệ thống lại không có phản ứng gì. Đạn xuyên giáp 20mm ở đằng sau bắn liên tục vào xe Jensen, khiến tấm thép không thể ngăn cản được nữa. Trong lúc nguy cấp này, Jensen lại bảo cây ngồi lên đùi mình. Cây có chút mơ hồ, hình như đây không phải là lúc thân mật. Jensen thúc giục cô, mau ngồi lên đi. Cây bất lực ngồi lên, Jensen ôm bảo bối lái xe. Chỉ thấy Jensen mở khóa bom xăng để ở ghế phụ, sau đó bắn ra khỏi ghế phụ, bom xăng đâm trúng mái nhà và vỡ tan, xăng đổ thẳng xuống xe phía sau. Cây rút bật lửa ném vào xe phía sau, chiếc xe phía sau lập tức chìm trong biển lửa sau đó nổ tung, xe xếp hạng thứ 5 bị loại. Lúc này có xe đuổi kịp Jensen, người này làm động tác bắn súng, Jensen chợt nhớ ra hung thủ cũng từng làm động tác này. Jensen nhất thời không chú ý liền bị Joe đâm vào rồi dừng lại ở bên đường bất động. Lúc này cuộc đua kết thúc, Jensen xếp hạng thứ 6 và đứng cuối bảng, nhưng cũng thành công ghi dấu ấn rất lớn. Cuộc đua lần này có 9 tuyển thủ, 3 người bị loại, còn lại 6 người. Jensen lái xe trở lại xưởng, thợ sửa chữa phát hiện vũ khí không hề bị hỏng. Đúng lúc định hỏi cây thì cô ta đã nhanh chóng rời đi. Jensen đi tìm Hennessy nói rằng muốn từ bỏ cuộc đua và hỏi hung thủ có phải đang ở trong tù không. Hennessy lấy ra ảnh con gái của Jensen uy hiếp anh ta. Không còn cách nào khác, Jensen đành chấp nhận cuộc đua thứ hai. Trước khi cuộc đua bắt đầu, Jensen đã tìm thấy hung thủ và đánh cho hắn một trận. Đúng lúc định trả thù cho vợ thì hung thủ cầu xin tha mạng và nói với Jensen rằng là do Hennessy ra lệnh cho hắn ta làm. Đột nhiên quản ngục xuất hiện cầm súng điện bắn trúng Jensen. Ngày hôm sau, cuộc đua thứ hai bắt đầu. Jensen đưa cây vào đường hầm, dùng tay nắm chặt thiết bị phóng đạn ở ghế phụ, hỏi cây, hôm qua vũ khí tại sao lại không khởi động được. Cây bất lực đành nói ra sự thật, thì ra là Hennessy sai cô phá hoại vũ khí không để Jensen giành chiến thắng, muốn giữ Jensen lại nhà tù mãi mãi để kiếm tiền cho Hennessy. Cuộc đua tử thần, đè lên thanh kiếm thì sẽ có được vũ khí, đè lên tấm khiên thì có thể phòng vệ, đè lên đầu lâu thì sẽ chết. Jensen đuổi theo hung thủ giết hại vợ mình, vượt lên trước mặt hung thủ để đi qua thanh kiếm trước hắn, lập tức kích hoạt súng.
Jensen quay đầu xe kích hoạt súng Gatling bắt đầu chiến đấu với hung thủ, nhưng súng của hắn ta còn mạnh gấp đôi súng của Jensen. Jensen lại nghĩ ra cách khác, sau khi đi qua tấm khiên thì quay đầu xe thả bom khói, hung thủ mất đi tầm nhìn đâm thẳng vào lan can, xe bị lộn nhào nhưng lái xe không chết. Jensen lái xe quay lại rồi đeo mặt nạ xuống xe, hai tay giữ chặt đầu của hung thủ dùng hết sức vặn một cái, anh đã báo được thù cho vợ. Jensen nhìn thẳng vào máy quay thị uy với Hennessy. Quyền lực của Hennessy bị thách thức, bà ta ra lệnh cho xe bọc thép ra. Chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải bọc thép khổng lồ lao vào đường đua, đầu xe có tấm chắn sắc nhọn, 10 chiếc lốp phẳng đều được trang bị dĩa xoay. Cửa mở ra, một khẩu súng hai đầu xuất hiện, trên nóc xe còn có lựu đạn và súng phòng không, đây chính là kho vũ khí di động. Xe bọc thép chạy rất nhanh, cứ nhìn thấy xe là bắn, đạn rơi xuống đất là cả mặt đất rung chuyển, lựu đạn nổ tung khắp nơi, khi nổ là xuất hiện một đám mây khói. Chạy chậm thì sẽ bị nổ tung, chớp mắt một cái hạng 4 và hạng 5 đã bị loại. Sau đó xe bọc thép thả móc xích sắt móc thẳng vào gầm xe nhỏ, đại bác từ từ nhắm thẳng vào xe, chỉ nghe một tiếng bùm, hạng 3 đã bị loại. Cuộc đua lúc này chỉ còn lại Jensen và Joe. Jensen gọi điện cho Joe muốn liên thủ giải quyết xe bọc thép, hai người vòng qua hai bên của xe bọc thép, xông lên phía trước ngọn lửa kích hoạt đầu lâu. Xe bọc thép đâm thẳng vào chướng ngại vật, đầu xe nổ tung, thân xe bay lên không trung và rơi xuống đất, sau đó xảy ra vụ nổ lớn. Cuộc đua thứ hai kết thúc, Hennessy vô cùng tức giận, bà ta yêu cầu quản ngục đặt một quả bom dưới gầm xe Jensen. Sau khi cuộc đua thứ ba kết thúc thì giết anh ta. Cuộc đua thứ ba bắt đầu, Jensen và Joe bắt đầu một cuộc rượt đuổi. Quản ngục bắt đầu giở trò, chỉ cần Jensen lái xe qua ký hiệu là quản ngục sẽ ra lệnh đóng lại, đợi khi xe của Joe đi qua thì khởi động lại. Súng của Joe được kích hoạt, liên tục bắn Jensen. Jensen không có vũ khí, chỉ có thể để bị bắn. Joe cuối cùng đổi sang đại bác bắn thẳng vào xe Jensen. Jensen dễ dàng tránh được, bom đã thổi bay bức tường của nhà tù. Jensen đưa Joe lao thẳng đến lối ra. Hennessy lúc này mới nhận ra, bọn họ đang vượt ngục. Việc này đã được hai người bàn bạc từ trước rồi. Lúc này, số người xem livestream sắp vượt qua 100 triệu người. Hennessy cũng không quan tâm nữa, ra lệnh tắt livestream, kích hoạt quả bom dưới gầm xe của Jensen. Nhưng quả bom đã bị huấn luyện viên tháo ra rồi. Hennessy ra lệnh điều động toàn bộ cảnh sát và trực thăng đi bắt Jensen. Jensen và Joe điên cuồng chạy trên cầu lao thẳng về phía đất liền. Hàng chục xe cảnh sát đang đuổi theo họ. Jensen bảo cây kéo cần màu đỏ, cây kéo một cái thì một thùng xăng rơi xuống khỏi xe, lăn đến chỗ xe cảnh sát và phát nổ, tất cả cảnh sát đều tắc ở một chỗ. Đằng trước chính là trạm kiểm soát biên giới, tháp canh bắt đầu bắn tới tấp, hai người lao thẳng qua. Lúc này trực thăng cũng đuổi kịp, nhưng không quan tâm đến Joe mà toàn bộ đều đuổi theo Jensen. Cây bảo Jensen chạy trốn, cô đeo mặt nạ lên thu hút sự tấn công của chúng. Cây giải thích rằng cô có lệnh được thả, Hennessy sẽ không dám làm gì cô. Thế là Jensen lén trốn khỏi xe, cây lái xe chạy thật nhanh, sau khi cách Jensen một đoạn khá xa, cô đeo mặt nạ xuống xe đầu hàng. Jensen và Joe trèo lên tàu, thành công trốn thoát. Trong nhà tù, Hennessy cho rằng đã bắt được Jensen, lần này có thể tiếp tục kiếm một khoản lớn, hơn nữa còn có fan gửi quà đến. Hennessy mở món quà ra, bên trong lại là một quả bom, nó lập tức phát nổ, kết thúc cuộc đời ác ma của bà ta. 6 tháng sau, Jensen và Joe mở một tiệm sửa xe ở Mexico. Hôm đó, một chiếc xe thể thao lao đến, một cô gái chân dài bước xuống, chính là Kay. Từ đó Jensen đã có một cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Cuộc đua tử thần. Câu hỏi của kỳ này, các bạn có thích những bộ phim của anh Hói không? Nếu thích thì hãy bấm phím 1 ở dưới phần bình luận nhé. Nếu có nhiều bạn muốn xem thì bọn mình sẽ làm thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.